đi bắt ốc đi. Cây hả? Đi kiếm cây hả? Thôi đừng lủi vô đó chưa. Ốc đâu mất tiêu rồi hả? Kìa cái cây kìa, cái cây kìa. Đó cái cây đó. Đi qua đây nè con. Đi qua đây nè, đi qua đây nè. Đi kiếm móc đi. Thôi đừng lủi vô đó, đừng lủi vô đó. Ra ngoài này nè, ngoài này trống nè. Đây trống nè có. Kiếm đi, kiếm đi vòng vòng đó đó. Không có hả? Không có hả? Đây bông của mẹ anh chỗ quá chừng luôn. Mấy cái này nó thưa thương, cái bông nó bự quá chừng. Đi theo nồi bắt ốc à. Có không Thư Hà? Có ốc không? Không có hả? Không có, mình đi chơi nha. Đi ra bờ chơi nha. Rồi gãi luôn. Đi đến nơi cút á, lại đây con. Đi lại đây. Bữa đi Đồng Nai về ốc ăn còn mấy cây không thành tưới nè, cái hôm nay cũng tội nghiệp. Dạ. Để không tưới nay được rồi. Dạ. Để học dập thêm cho cũng được. Ghét bỏ luôn. Mấy ốc ăn nó chừng thư lĩnh thư lãng. Đi xuống hả? Dạ mẹ xới này lên làm gì? Trồng rau hả? Rải mấy hộp rải vô đó, còn này cỏ không à, quất lên cho nó chết. Không nè. Mưa lượm mấy vòng rồi. Mới dạ. Rinh rung rinh lượm quá chừng luôn. Làm nước tới trưa. Lượm 3 vòng thành công rồi. Dạ. Đất ỉ ỉ dễ làm. Mấy cây cải thu queo mà sao nó lên được, trồng một tơi nó lên được. Không? Dạ. Cái gặp mưa nó mừng lắm nè. Cuốc này cho mấy nhiêu. Dạ. Mấy con ong nó ra hút mật nè. Quá chừng luôn nè. Cái bông màu vàng này đẹp quá à. Thấy bông màu trắng cũng dễ thương. Dạ. Trắng nè. Quá chừng ông. Quá chừng ông luôn. Đó. Dạ. Ông quá trời luôn. Đã hút mặt. Trời ơi. Khinh một cục đất luôn kìa. Lại đây, lại đây. Đợi chút xíu. Đẹp quá ha. Dạ, đẹp quá. Này nó chỗ rộ nè mẹ. Quá chừng đẹp luôn à. Thấy không quá.
chợ gì. Thấp hơn. Trời ơi đi kiếm cục đậu xanh. Nó ra vậy không? Bấm. Đẹp quá vậy, bông nở đẹp quá. Bị sâu lá phải không? Dạ, bị sâu lá. Con cút nó làm gì nữa vậy? Con thử mà cứng quá à, con cút vô cải nữa rồi cứng quá. Cái này bị sâu lá. Mấy cái nở lên thưa gì cũng dễ thương quá ha. Cái thưa bông mượt quá mẹ ha. Nhiều nó không xuống nở cả. Nổ ha, chiều nó cúi xuống rồi sáng nó dương lên à. Sơn Hà vô đây. Nó thích ra ngoài đó chơi ra trời đá đây con. Trời đá xuống ruộng. Ủa vậy là lạc sữa mai vô hả mẹ? Mai vô đi okay. Không được ha. Dạ. Nắng chiều tưởng là chiều vô được ai về nó chưa được thôi. Làm hết tối rồi. Không nổi làm công nữa. Ngày nay thì ba cái rồi dắt đỉnh tính lấy len. Đi đi. Coi chừng té dưới nữa. Chạy đi đi. Đi ngoài đấy đi. Bông đỏ hồng hả? Ôi ôi con ong nó. Ếch gì? Trời ơi ếch gì ngon. Con ong, ong nó cắn con giờ nó chít cho con giờ đó. Trời ơi dám chơi với con. Mẹ ơi. Con ong. Em bông. Ừ, ông. Ừ. Đó, ông hút mật nè. Hai con ong. Ừ, ông hai con ong. Ủa hai con ong. Hai mẹ bông hay. Ừ, đó. Ông nè. Dạ. Ừ. Ui, ui. Chạy đâu vậy? Chạy đâu? Ăn mẹ hả bộ? Mẹ chua. Ăn mẹ. Hôm nay trời nắng yếu quá trời luôn. Hôm qua thì nắng gắt. Hôm nay thì yếu xịu rồi. Nắng đâu được có vài tiếng hả? Dạ. Mất công mà Út đi ra không? Có chị ba vậy bảnh, qua nè bảnh. Dạ. Ai không? Thấy đó mắm. Thấy cục vàng gì đó. Cục vàng của bà ngoại hả? Mình sợ đi thì là mệt á. Dạ. Ui. Ui. Hả? Ừ mừng. Mày mới nghe xe về, xe nó tưởng vô 19. Mừng vậy đó hả mầm? Chị với nó 200. Cái gì ta nói, ơ nó ba về. Nó ba về. Chị nó cục chân về, cục vàng về kìa. Chị ba về kìa. Ôi, ơi. Dạ. Dạ. Dạ hả? Mừng vì ba về bà ngoại, mừng ba về. Tỉnh đây, đừng có làm quá rồi mệt bây giờ. Ôi, ơi, ôi, vậy hả? Mừng. Đây, chị ba nói mai mới về. Dạ. Dạ. Trời ơi. Ủa ra vậy chị ba ở lại hay chị ba về? Chị ba còn ở lại chơi nữa mẹ nè con. Nè, mẹ dốt chơi gì không? Ngon lắm. Ăn đi. Ôi bưng cái chị mới bưng cái tràng mẹ về nhà hà.
trắng là nó đang bên Bà Yên á, thì trở qua bên Tràng Mẹ nữa thì nó lấy lấy cái nắp đậy hộp sô cô la vậy nè Út Thanh, nó hút 10 trái bè vô hả, bưng đất ăn. Đất ơi, chị hỏi chứ ai lấy cho con, nó nói con lấy mẹ, mẹ con lấy. Trời ơi, nó chua không? Chua hơn, chua ngọt. Ăn ngon. Trời ơi, chị lấy đựng khác của nội. Ngon quá, nằm cái nữa đi. Nấy đi mốt khô khô này đi dành con ăn đó. Ăn đi, ăn cái nữa thì đi. Ăn cái nữa thì đi. Ngon, ăn cái nữa thì đi. Đó. Nhum, 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 nhum. Có cái mặt, có cái mặt chua rồi. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Thấy không? Ủa, bye bye. Bye. Sao mà đất ngắt queo mà cỏ nó vẫn đem. Bye bye, bye bye. Dạ. Ra rủng, ra rủng vậy nè. Nè con ốc nè Sinh Hà ơi. Đó con ốc kìa. Nè con lấy cây đập nó nè. Đâu cái cây đâu? Nó vô đây nó gặp thuốc nè. Con cây con bỏ rồi hả? Lấy cây khác đi. Cây rớt rồi. Lấy cây khác đi.